Hạ chủ nhà New Zealand, Philippines viết lịch sử ở World Cup 2023. Bàn thắng của Sarina Bonden đã làm nên lịch sử cho đội tuyển nữ Philippines ở World Cup nữ 2023. Phút 25, Exesvik có pha tạt bóng bên cánh phải và Sarina Bonden đánh đầu tung lưới chủ nhà New Zealand. Bàn thắng mở tỷ số trận đấu là cột mốc lịch sử cho đội tuyển nữ Philippines bởi họ có bàn thắng đầu tiên ở sân chơi World Cup. Đây cũng là kỳ World Cup đầu tiên của đội tuyển nữ Philippines. Trước giờ bóng lăn, không nhiều người tin đội tuyển nữ Philippines có thể làm nên bất ngờ trước chủ nhà New Zealand. Lý do New Zealand đã đánh bại Na Uy với tỷ số 1-0, trong khi Philippines thua tuyển nữ Thụy Sĩ 0-2. Na Uy được đánh giá mạnh nhất bảng A và New Zealand cho thấy được đẳng cấp để giành 3 điểm. Dù vậy, tuyển nữ Philippines đã hạ đội chủ nhà 1-0 để làm nên lịch sử với chiến thắng đầu tiên trong lần đầu dự World Cup. Chủ nhà New Zealand đã ép sân liên tục trong hiệp 2 và tạo ra rất nhiều cơ hội, nhưng không thể có bàn gỡ hòa. Jackie Henn đệm bóng bật cột dọc đội khách, Jackie Henn đánh đầu thành bàn nhưng VAR từ chối. Tất cả mang đến sự tiếc nuối cho cổ động viên New Zealand, nhưng kết quả này mang đến niềm vui rất lớn cho bóng đá Philippines. Trước khi tuyển nữ Philippines hạ New Zealand để viết nên lịch sử, tuyển nữ Thái Lan là đội đầu tiên của Đông Nam Á có chiến thắng ở World Cup. Thái Lan thắng bờ biển Nga 3-2 ở World Cup nữ 2015. Đây cũng là kỳ World Cup đầu tiên của tuyển nữ Thái Lan. Chiến thắng lịch sử của tuyển nữ Philippines sẽ là nguồn động viên rất lớn dành cho đội tuyển nữ Việt Nam ở World Cup 2023. Sau trận ra quân thua tuyển nữ Mỹ 0-3, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung gặp Bồ Đào Nha vào ngày 27 tháng 7. Hy vọng đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tạo ra kỳ tích.